Nhân kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa 1, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đầu tiên của chính quyền nhân dân, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị Đà Nẵng tổ chức gặp mặt thân mật các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ hiện đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Diễn văn do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại buổi gặp mặt đã nêu bật truyền thống của Quốc hội Việt Nam từ khóa 1 đến khóa 14. Qua nhiều chặng đường của cách mạng Việt Nam, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, làm tròn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước. Đối với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, hoạt động của đoàn đã không ngừng nghiên cứu, phát huy trí tuệ, có nhiều đóng góp tích cực giúp cho việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước nổi bật, như điều chỉnh quy định sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 cấp quốc gia, dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt đã phối hợp cùng với các cơ quan trung ương trong việc trình Quốc hội thông qua và ban hành nghị quyết số 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.